đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước Thanh Bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Đó là bài hát đến với con người Việt Nam tôi. Các nam nữ diễn viên không chuyên của tổ 4 Vĩnh Tuy 1 thể hiện.